cha chương bưu diệm, lạy cha chương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do chương bưu diệm Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 44 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha chương bưu diệm, đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do chương bưu diệm Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha chương bưu diệm. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành, vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và lạc quan vào cuộc sống. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị Hồ Thị Ngọc Dung hiện ở thành phố Garden Grove, California. Cách nay hơn một năm, chị đã đến cầu xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con gái duy nhất của chị được thi đậu vào trường UC Irvine. Và đó cũng là điều mong muốn của chị đặt hết vào con gái cho tương lai sau này. Và lời cầu xin của chị đã được cha nhận lời. Một ơn lành khác mà chị đã nhận được, cách này 2 tháng, chị bị đau một bên chân trái, đi lại rất đau, vì công việc chị vẫn phải đi đến sở để làm việc. Trên đường đi, chị đã cầu xin với cha cho chị vô được tới sở làm. Và khi tới nơi, thì chuyện xảy ra như thế nào? Xin mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại ơn lành ngay sau đây. Dạ, em tên là Hồ Thị Ngọc Dung, em ở thành phố Garden Grove. Cách đây 1.5 năm, em biết văn phòng cũ đó anh. Lúc văn phòng còn nhỏ lắm, em có qua đây là nhờ cậu bạn giới thiệu. Lúc đó thì con gái của em là mới đăng ký vào học trường UCI, là cháu học về ngành nurse. Thì lúc đó em rất là lo sợ tại vì không biết cháu có được nhận hay không. Tại vì trong khi đó, cái người ta để lên cái... anh biết cái dạo này cái budget nó khách của chính phủ, thành thử ra những cái ngành mà về nurse rất là khó vô. Thì lúc đó em có nghe người bạn giới thiệu nói, nếu mà con của em bị như vậy, em chạy thử tới cha, cầu bầu với cha coi được không. Con gái của em sợ quá, không có biết được nhận được trường UCI không. Cái này là tương lai của cháu. Nhất là em là một người mẹ đã nuôi cháu được 23 năm nay. Em là single mom. Tiền lương của em thì không được bao nhiêu. Nhưng mà em cũng nuôi nấng con em ngày hôm nay, em rất là vui là khi cháu được nhận vô trường USA, nhưng mà không biết cháu có được nhận hay không. Tại vì lúc đó nó rất là nhiều người apply, cũng khoảng là 300 student nó apply mà chỉ có nhận được 10% của 300 student. Anh biết như chỉ có 30 student thôi. Thì em qua cầu bầu với cha, em nói là cha ơi, con chỉ có đứa con này thôi. Mà nhất là con là single mom, mà dạy một đứa con đó, anh biết single mom dạy một người con rất là khó. Nhưng mà con gái em nó rất là bướng bỉnh và nhiều khi nó cũng nó smart thiệt, nhưng mà nhiều lúc anh biết nít ở đây á, nó sung sướng quá thì có lúc nó sợ nó vô những cái đi con đường không đúng để mình thích, để mình tự chọn cho cháu. Thì em có cầu bầu với cha, em nói cha ơi, đây là khẩn lời của con duy nhất một đứa con này trong đời con thôi, cha giúp cho con, cho con gái của con được nhận vào trường UCI. Đó là niềm con vui nhất cả cuộc đời, tại vì con chỉ có một đứa này, con nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó không cha. Thì cái lạ cái là chừng khoảng 3 tuần sau khi em đi gặp cha thì là bé được kêu nhận vô trường UCI. Thì em rất là mừng đến nỗi mà em phải chạy tới đây một lần nữa.
lời cầu của em được một phần nào đó rồi, nhưng mà bây giờ còn một nửa đường nữa cháu phải đi, đó là đi vô thi. Thì lúc đó con bé nói mẹ, mẹ ơi con rất là lo, tại vì con không biết con có được hay không. Tại vì 300 student mà mẹ nghĩ đi, nó nhận chỉ có 30, mà con là có thể là người cuối cùng để nó nhận. Tại cái một cái phone call của counselor nói là we don't know if you can accept it or not unless you do a test. Thì lúc đó em cũng nói với con gái em là con cố gắng đi, cha sẽ phù hộ cho con. Thì con bé nó không có tin. Nó bảo là trời ơi cái đó mẹ tin cái gì mấy chuyện đó. Con nói con không tin nhưng mà mẹ tin, mà mẹ là niềm tin của con, mẹ là niềm tin của cha. Những gì mẹ cầu nguyện là chỉ cho con thôi chứ không phải là phần cho phần mẹ. Thì bé nó mới vô thi. Anh có biết á, nó có nói nó không ngờ nó được 95% out the test. Mà 95 anh biết USA là rất là khó, cái đề nó rất là khó. Nó bảo mẹ ơi con được 95 rồi, bây giờ chính phủ cho con tiền Cal Grant luôn. Tại vì con được cái tiền scholarship, bắt đầu là tụi trường nó gửi về là cho cháu được scholarship. Thì em mới bảo em chạy lên 100 lần nữa. Thì lúc đó văn phòng chọn ra cái location mới ở đây. Em cầu bầu với cha thì em sẽ được một phần nào đó, em cũng mừng lắm. Bây giờ em tới em dâng bông cho cha. Thì những gì em muốn ở nơi cha và cha đã cho em, đó là tương lai của con gái em. Em tới đây hình như là mỗi tuần, hồi xưa em không có tin. Em chỉ nghĩ là cái đó là chỉ coincidence thôi, giống như là nó chỉ happen thì chỉ có tới đó là tới đó, thì dĩ nhiên là trường học giỏi thì nó nhận thôi. Nhưng mà càng ngày em càng đi, những gì em lời nguyện cầu của em đến với cha, em rất là tin, niềm tin của em đặt cho cha bây giờ thật sự mà nói cả cuộc đời em, những đường đi tương lai của con gái em. Những gì em có ngày hôm nay cho con gái tương lai em là em sống chỉ vì cho cháu. Con rất cảm ơn cha và nhờ ơn cha Trương Vũ Diệp nên con và con gái con đã có một tương lai tươi sáng. Bây giờ con xin cha cầu bầu những gì với Chúa và Đức Mẹ giúp cho những tương lai cho con gái con được tươi sáng hơn nữa, thì cái đó là một vinh hạnh cả cuộc đời của con. Hôm nay em tới đây em muốn nói lên cho tất cả bà con biết, không phải là mình single mom là mình không thể nào làm được chuyện gì đâu. Nếu mình là single mom, mình có niềm tin, mình có cố gắng, mình có một cái nghị lực là chuyện gì mình cũng sẽ làm được. Đừng có nghĩ là mình single mom là mình không thể làm được chuyện gì. Nên hôm nay em tới đây em chỉ nói cho mọi người biết, single mom có một cái special của single mom là mình có thể giữ lo cho con mình, lo cho tương lai của con mình. Đó là mình proud cho con mình lắm. Tại vì cái đó là, thử nghĩ đi, một người single mom mà nếu không có việc làm ta buông xuôi tất cả. Nhưng mà em có nhờ cha, nhờ Chúa, nhờ mẹ nên em có một cái việc làm rất là tốt. Đến ngày hôm nay con em đã được năm thứ ba của nhà trường. Còn một năm nữa cháu sẽ ra trường làm PA. Sau khi đó thì cháu sẽ làm là PA là Positional Assistant, sẽ ra assistant cái doctor. Thì cái đó là em còn một năm nữa thôi. Nên thành thử ra em nói cho mọi người ở đây biết cha rất là linh thiêng và cha đã giúp em những gì em đã cầu mong được. Đây là một cái chuyện thứ nhất của em đã xảy ra. Còn cái chuyện thứ nhì này là em sẽ nói cho anh biết, là cách đây 2 tháng em bị chân em đau. Em có đi mổ chân rồi, thì em đi mổ chân về em bị đi cà sụp. Thì một hôm tự nhiên cái 2 tháng nay em ok lắm, tự nhiên cách đây còn khoảng 1 tháng thôi, chân của em nó bị tái phát lại, nó nhức, cái chỗ mổ nó rất là nhức. Thì bữa đó trên đường đi làm, cái này là em nói ra mà em kể những người coworker của em là Việt Nam trong đó không ai tin. Thì em mới bực mình quá, em mới nói bây giờ ra thử cái xe tôi đi, tôi chỉ cho. Thì cái chuyện nó xảy ra như vậy nè anh. Chân em đau lắm, em mới đi lên trường, lên đường đi làm buổi sáng, em đi làm 3:30 khuya. Thì em mới dậy, em mới trời chân con đau, đi không nổi. Lúc em tính gọi vô xích không muốn đi làm nữa tại chân quá đau. Cái em mới cà lết, em lúc em trong cái phòng em có bằng hình của cha. Em nói cha ơi, cha cảm ơn giúp con cho con đi làm. Hôm nay con có nhiều cuộc hẹn ở trong hãng lắm, con không thể nào con bỏ cuộc hẹn của cái khách. Tại em làm cái khách, em là về sale, em về deal với khách. Thành thử ra em mới nói với cha ơi, bất cứ giá nào cha cũng làm ơn cho con phải đi được. Cho con đi vô trong hãng thôi, rồi sau đó con đau lại cũng không sao, nhưng con phải vô hãng con ngồi để con nói chuyện với khách. Con có hẹn với khách, có conference call với khách hôm nay. Con không thể nào con bỏ cái cuộc phone call này được. Thì em mới cầu bầu lắm, em nhắm em sáng 4:00 sáng em lên xe em đọc kinh. Thì là lúc mà em xuống xe, anh đậu bạc kinh trên hãng, em xuống xe. Thì em lúc em đi xuống em đi không nổi nữa, em đi ngang một chân này nè, em đi xuống. Cái em chân này em bị chân trái, em mới đưa một chân phải qua. Thì em đi xuống em nghe cái bụp, giống như có ai là giật cái chân em vậy đó. Nó tự nhiên nói
cái đi quay lại, ủa sao mình hết đau vậy ta, sao mình đi được vậy ta, cái em mới chạy vô hãng. Thì cái chuyện này nó ngộ lắm em kể anh nghe. Thì lúc đó em có lấy hình ba cái hình của anh đó đó, thấy không, em lấy ba tấm đó em bỏ trong cái bóp của em trong sau chân, em mới cầm theo, em mới vô gặp người bạn em, có thể đem cái người này tới cho anh làm chứng luôn. Người cô ta tên là Kelly. Khi cô ta chạy tới em nói, Kelly ơi, chị thấy chị nổi da gà luôn á em. Kelly mới hỏi, làm sao mà hỏi da gà chị? Hồi sáng chị đau cẳng quá, chị tính gọi vô chị không đi làm nổi. Nhưng mà trên đường đi chị cầu nguyện cha, thì là tự nhiên cái xuống cái xe chị làm cái rụp, cái giống như ai bẻ cẳng chị á. Nó nói, trời chị làm em sợ quá, giống như cái chuyện mình đâu có thể nào tưởng tượng được. Mà Kelly biết em á, là đã mấy ngày nay em đi càng nhắc trong hãng rồi. Thì em mới đứng dậy, em đứng dậy em đi, nói nè, thấy chị đi chưa? Mạnh rồi đó. Cái em mới đem, đồng thời mới đem ra ba cái hình này. Cái cô ta nói sao không? Chị tặng cho em đi chị. Em nói vậy em có lòng tin không? Cái cô ta mới nói, em có lòng tin chị tặng cho em đi, em đem tới em thờ, em tại vì nhà em cũng đạo Chúa. Em là người ngoại đạo nhưng mà lấy chồng đạo Chúa. Em mới bảo với cô ta nè, chị tặng cho em nè. Chị tặng cho em xong chị phải tới cảm ơn cha. Thì qua ngày sau anh đi mua bông, lúc đó em tới, chứ chị Hương em nói nữa là em được một cái ơn nữa. Đó là cái ơn chân em nó mạnh lại. Bây giờ vẫn còn đau nhưng mà cái đau của em nó không có thốn như hồi xưa nữa, anh hiểu không? Thì đó là những hai lần đã chuyện, những cầu gì em đã thấy là đã được đối với em. Thì em cảm thấy những gì lúc mà em vô đây, em đi cầu nguyện xong em về, cái lòng em rất là thoải mái và nhẹ nhõm. Em đêm đó ngủ rất là ngon nữa. Thành thử ra em nói đây cho tất cả quý vị nào có tin cha thì cũng nên đi cầu nguyện với cha, một tháng chỉ có một lần mà thôi. Tuy là có một tiếng đồng hồ mình biết công việc ở đây thì ai cũng bận rộn với đời sống, nhưng mà đối với em sẽ dành một tiếng đồng hồ đó để em đi cầu nguyện và nghe lời những người khác đã khấn xin cha và những tạ ơn của cha đã được. Thành thử ra em nói đây cho mọi người biết, nhiều khi mình cầu nguyện không phải là mình nghĩ là như vậy là thôi đâu, mình phải đi những cái gì mà mình đặt niềm tin ở nơi cha. Chẳng hạn như cầu nguyện mỗi sáng tối thứ đầu tháng thứ năm của mỗi tháng chỉ có một tiếng thôi, nên dành thời gian và cha sẽ cầu bầu cho bạn. Ngày 12 tháng 3 con về dỗ cha trương bưu diệm, đất trời xuân mới. Ngày thứ tư 12 tháng 3 vừa qua là tròn 68 năm ngày mất cha Trương Bửu Diệp. Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation đã mở cửa sớm hơn thường lệ, chào đón hơn 300 người đến thăm cha trong ngày chính dỗ. Sau đây là trích đoạn tường thuật buổi chính dỗ cha Diệp tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chính dỗ của cha Trương Bửu Diệp, 12 tháng 3 năm 2014. Tại văn phòng của cha Trương Bửu Diệp Foundation có sự hiện diện của cha Linh Hướng, Đinh Ngọc Quế, dòng chữ Cứu Thế. Con xin chào cha. Xin chào anh. Dạ, xin cha cho chúng con, những người đến thăm cha vì lòng yêu mến cha, có một lời khuyên để chúng con có một cuộc sống, có một niềm tin và có một sự bình an trong tâm hồn. Cái những vấn đề mà nếu mà tôi có thể nói với những người đến đây thăm viếng thì phải nói một câu như thế này. Tất cả những người mà tới đây thì phải thấy là trước cá thì chúng ta thấy là cái tục tùng dễ sợ. Về mặt đời có như mặt đạo, về mặt phật hồn có như phần xác, kẻ già hay kẻ yếu, nếu mà họ có cái đức tin thật sự đó, họ tới họ cầu nguyện, ông cha Trương Bửu Diệp ngồi giữa tất cả những người đó, thì không thể là không văn phòng. Tại sao phải không thể là không văn? Bởi vì thế này, Chúa tình thương là Chúa là cả tình thương. Có nhiều khi tôi cũng cảm thấy bố mẹ có nhiều khi họ ăn, họ đâu có ăn để dành cho con. Dạ. Đã thấy không? Dạ. Không có cái gì với con cho con. Dạ. Cứ xin là bố mẹ sẽ cho. Bắt buộc. Mà Chúa cũng như qua cha Diệp, còn hơn cả bố mẹ nữa. Chắc chắn không? Con nó chạy đến mà không cho nó thì nó cứ réo hoài. Thưa quý vị, giống như cha Linh Hướng đã nói, bố mẹ mình ai cũng thương con. Và Chúa trên trời cũng như qua cha Trương Bửu Diệp thương chúng ta, và khi chúng ta có cần gì mà chạy đến với Ngài chắc chắn rồi sẽ được. Nhiều khi mình xin một lần không được thì bố mẹ mình cho xin lần hai, lần ba rồi cũng cho, huống chi là Chúa trên trời và là cha Trương Bửu Diệp.
Một lần nữa, con cảm ơn cha đã đến thăm chúng con trong cái ngày chính đỗ hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình tường thuật ngắn cho cái ngày chính đỗ hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Nhạc thánh vang lên, con mong cha được phong thánh. Nhạc thánh ngân cao, con mong rằng có tên cha. Người đã hy sinh, quên thân mình vì dân Chúa. Ngài đã ra đi, theo tiếng Chúa nhân từ. Từ đó quê cha bao nhiêu người biết đến. Ngài ở trong tim, lòng người xa xứ như con. Ngài đã ban ơn cho muôn người tin khấn, và đã trao ban phép lạ giữa trần gian. Ôi cha Phanxicô trường mưu diệp, ôi cha Phanxicô trường mưu diệp. Cha là linh hướng của đàn chiến, cha là ánh sáng của đời con, cha là đấng thánh ở trần gian. Buổi sáng tinh sương, con mong cha được phong thánh. Ngày lễ dỗ cha, con nguyện theo dấu chân cha. Ngài đã giang tay nâng bao nhiêu người khốn khó. Buổi lễ hôm nay, con nguyện ba tiếng cảm ơn cha. Thánh vang lên, con mong cha được phong thánh. Nhạc thánh ngân cao, con mong rằng có tên cha. Người đã hy sinh, quên thân mình vì dân Chúa. Ngài đã ra đi, theo tiếng Chúa nhân từ. Từ đó quê cha bao nhiêu người biết đến. Ngài ở trong tim, lòng người xa xứ như con. Ngài đã ban ơn cho muôn người tin khấn, và đã trao ban phép lạ giữa trần gian. Cô trường mưu diệp, ôi cha Phanxicô trường mưu diệp. Cha là linh hướng của đàn chiến, cha là ánh sáng của đời con, cha là đấng thánh ở trần gian. Buổi sáng tinh sương, con mong cha được phong thánh. Ngày lễ dỗ cha, con nguyện theo dấu chân cha. Ngài đã giang tay, nâng bao nhiêu người khốn khó. Buổi lễ hôm nay, con nguyện ba tiếng cảm ơn cha. Buổi lễ hôm nay, con nguyện ba tiếng cảm ơn cha.
bác cho cháu biết tên ạ. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? 86. Bác cho cháu biết cảm tưởng của bác khi đến thăm cha đúng ngày giỗ hôm nay. Từ ngày chúng tôi về Việt Nam bây giờ cũng mấy năm rồi. Rồi chúng tôi sang đây thì chúng tôi được thấy có giỗ của cha về đây thì hôm nay mình chơi ngày giỗ của cha. Thì cũng chúng tôi cũng lấy được về xuống thăm cha và thấm cha trong thời gian chúng tôi ăn mạnh khỏe, nhưng khó bệnh thế. Cảm ơn bác. Về bác đi cùng mình hay là đi với ai? Đây tôi với bà ấy. Cho cháu phỏng vấn là bác gái một tí. Chào bác. Dạ. Bác cho cháu biết tên. Dạ, tôi tên Thị Hữu. Bác hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, tôi 85. Sao hôm nay là bác biết là có ngày giỗ cha và bác ghé thăm vậy? Dạ, tôi thấy có người bạn, con gái tôi và hôm nay giỗ cha. Dạ. Chứ còn tôi không có đến đây mà. Dạ, bác có được ơn gì của cha về cầu hầu chưa ạ? Tôi xin cho gia đình được bình an cho con gái. Con xin cảm ơn hai cô. Kính thưa quý vị, trong ngày giỗ cha hôm nay có những khách ở từ xa đến. Trước hết cô cho biết tên ạ. Cô ở đâu? San Jose. Anh cho biết tên ạ. Trung Quốc ạ. Anh ở đâu? Việt Nam mới qua. Cô Việt Nam mới qua. Có lẽ xa nhất chính là anh Quốc. Ở Việt Nam mới qua, anh qua bao lâu rồi? Qua được 5 ngày. Mới có 5 ngày. Sao hôm nay lại có dịp mà anh với cô lại ghé ở văn phòng cha đúng ngày giỗ vậy? Cô xuống thăm bà con ở đây. Dạ. Xong rồi nghe có bà con nói là đi con cái lễ giỗ cha. À. Hôm qua là chúng cha. Rồi hôm nay sao có dịp nào cô lại ghé thăm văn phòng cha đúng vào ngày giỗ vậy? À. Dạ. Và cảm ơn cô và anh đã ghé thăm cha đúng vào cái ngày giỗ hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay văn phòng cha Trương Phụng Diệp vào ngày giỗ của cha Trương Phụng Diệp chính giỗ 12 tháng 3 và hân hạnh có cụ Ngô Xuân 95 tuổi mà cụ vẫn đi được bình thường mà hôm nay cũng đến cái ngày giỗ. Con xin chào cụ. Cụ cho biết bí quyết nào mà cụ 95 tuổi mà vẫn đi lại bình thường, vẫn chạy xe đạp được? Má 95 giỏi không má? Bí quyết này là có thứ nhất là phải có lòng đạo. Có lòng đạo. Có nói có không nói không? Có nói có, không nói không, thành thật. Không có, không có nói dùa bản gì. Không nói dối, không được dối dàng. Dạ. Không tuổi cụ đã ở thành phố nào? Santa Ana. Cảm ơn cụ. Tôi cũng đang cần có mấy thằng này. Con nó vừa phỏng vấn đó, bỏ nó đi phỏng vấn qua rồi, cũng có được chưa không biết đâu. Thôi nó sẽ nói cả mà. Đến thì kiểm tra thì giúp nó thôi. Dạ vâng. Xin cha Trương Bộ Diệp chúc lành cho những lời ước nguyện của con. Cháu xin cảm ơn cụ nhiều. Anh chị cho biết tên ạ. Dạ, tôi là Hòa Lê. Dạ, và chị? Bà xã là Hoàng Quang Nguyễn. Và anh chị ở thành phố nào ạ? Dạ, thưa Santa Ana. Dạ, cho biết cảm tưởng ngày hôm nay khi đến cái đúng ngày giỗ cha. Cũng đến đây mấy lần rồi, cũng xin cha ban phép lành á. Thì được cha giúp đỡ á, thì cũng có cái niềm tin. Dạ. Hôm nay thì cũng tới xin cha ban phép lành. Dạ. Mà cũng trùng hợp với ngày giỗ của cha nên rất là vui. Dạ. Được dự cái ngày lễ của cha. Dạ. Dỗ của cha. Dạ. Nhưng mà có một điều mà tôi chỉ theo khoa học từ xưa đến giờ. Dạ. Mà giờ tôi là người Phật giáo nữa. Nhưng mà không biết cha linh đứng như thế nào mà giúp đỡ tôi trong vấn đề mà tôi hoàn thành cái coi như cái bài thi trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay luôn. Dạ. 12:40 giờ rồi. Hồi sáng tôi có tới, tôi nóng tay cha. Và kết quả như thế nào anh? Không tự đến sẵn. Dạ. Người ta chúc mừng tôi luôn. Hay quá. Và tôi cũng xin chúc mừng anh đã thành công trong đúng ngày hôm nay. Và sáng nay trước khi đi làm bài thi, anh đã ghé thăm cha. Dạ thưa, không phải là thăm mà đã là kính dạ, thăm cha. Kính thăm cha. Dạ. Trùng hợp với ngày giỗ của cha, là nhớ ngày giỗ của cha suốt đời luôn. Hay quá. Dạ vâng. Cái bất ngờ chị hàng bà này cũng vậy anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Chúc mừng mình ra, tôi sẽ ghi. Dạ vâng.
Kính thưa quý vị, trong cái ngày giỗ cha hôm nay 12 tháng 3, chúng tôi gặp rất nhiều những khách tham viếng, trong đó có anh Thanh Long. Anh Thanh Long là một trong những người ca sĩ rất được được ái mộ, và anh đã từng động tác trong những buổi mình giỗ cha. Và hôm nay có anh đến thăm, tôi xin được hỏi vài câu. Xin chào anh. Dạ, chào. Dạ, anh vui lòng cho biết hôm nay anh có dịp đến đây trong cái dịp nào? Bạn em đến đây cũng nhiều dịp lắm rồi. Cũng nhờ Lý Hương giới thiệu ở đây, mình biết anh chương trình của nhà thờ thì nó có hát để mà giúp cho nhà thờ biết cha trong cái dịp đây. Thì cũng thường xuyên tới đây để mà viếng thăm cha. Hôm nay là rất là vui là có người báo là bữa nay là ngày giỗ của cha, thành ra phải ghé đi thăm. Anh vui lòng cho biết là anh biết cha Diệp lâu chưa? Dạ, thằng Long nghe nói về cha Diệp lâu lắm. Khi ở Việt Nam thì cũng có đi thăm cha Diệp cũng nhiều lần. Những cái dịp một năm đi bao nhiêu lần đó, thì cũng bước xe đi chung gia đình để lên thăm cha Diệp. Và khi anh biết như vậy thì có bao giờ mà anh được ơn qua cái lời cầu cầu của cha chứ? Thằng Long rất là lạ, là thằng Long là người của đạo Phật, gia đình của mình. Nhưng mà đi cho dịp thì khi mà ông cầu xin thì cũng là đây là cái dịp cũng là không có ngờ là bao nhiêu lần ở đây ở trên đất Mỹ mà cầu xin cha đều được. Thì những cái chuyện đó thì thầy ông phải là lúc nào đi đâu cũng là nói về cha dịp để cầu xin cái gì cũng được đâu, cũng không có ngờ. Cảm ơn anh Long rất nhiều và hy vọng tiếp tục cái gặp anh đến thăm cha thường xuyên và cũng là cho nhiều người biết tới cha nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 44 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ năm đầu tháng, sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp, để mọi người hiệp ý dâng lên cha những lời khấn nguyện và tạ ơn ghi trong sổ xin khấn và cảm tạ, cũng như những ý nguyện riêng của mỗi người. Kính mời quý vị đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Mã số 123, nếu có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, California, xin quý vị nhớ đọc số 123 là ngày giỗ cha Diệp 12 tháng 3. Ban giám đốc siêu thị sẽ trích ra 5% từ hóa đơn mua hàng để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. CD Ơn Cha Diệp kể từ 15 tháng 3 để quý vị có thể nghe chương trình Ơn Cha Diệp khi lái xe. Trương Bửu Diệp Foundation sẽ phân phát miễn phí CD cùng với DVD và sách tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E103105, thành phố Garden Grove, California 92843. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Đến Ngài ở trong tim lòng người xa xứ như con. Ngài đã ban ơn cho muôn người tin khấn và đã trao ban phép lạ giữa trần gian. Ôi cha phán
Francisco trường bưu diệp. Ôi cha Francisco trường bưu diệp, cha là linh hướng của đàn chiên, cha là ánh sáng của đời con, cha là đấng thánh ở trần gian. Buổi sáng tinh sương con mong cha được phong thánh, ngày lễ dỗ cha con nguyện theo dấu chân cha. Ngài đã giang tay nâng bao nhiêu người khốn khó. Buổi lễ hôm nay con nguyện ba tiếng cảm ơn cha. Thánh vang lên con mong cha được phong thánh, nhạc thánh ngân cao con mong rằng có tên cha. Người đã hy sinh quên thân mình vì dân Chúa, Ngài đã ra đi theo tiếng Chúa nhân từ. Từ đó quê cha bao nhiêu người biết đến, Ngài ở trong tim lòng người xa xứ như con. Ngài đã ban ơn cho muôn người tin khấn, và đã trao ban phép lạ giữa trần gian. Cô trường bưu diệp, ôi cha Francisco trường bưu diệp, cha là linh hướng của đàn chiên, cha là ánh sáng của đời con, cha là đấng thánh ở trần gian. Buổi sáng tinh sương con mong cha được phong thánh, ngày lễ dỗ cha con nguyện theo dấu chân cha. Ngài đã giang tay nâng bao nhiêu người khốn khó. Buổi lễ hôm nay con nguyện ba tiếng cảm ơn cha. Buổi lễ hôm nay con nguyện ba tiếng cảm ơn cha. Bác cho cháu biết tên ạ. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? 86. Bác cho cháu biết cảm tưởng của bác khi đến thăm cha đúng ngày giỗ hôm nay. Từ ngày chúng tôi về Việt Nam bây giờ có mấy năm rồi. Rồi chúng tôi sang đây thì chúng tôi thấy có dỗ của cha về đây thì hôm nay mình chơi một ngày dỗ của cha, thì cũng chúng tôi cũng lấy được về xuống thăm cha và thánh cha trong thời gian chúng tôi ăn mạnh khỏe nên khó bệnh thôi. Cảm ơn bác. Vậy bác đi cùng mình hay là đi với ai? Đây tôi với bà ấy. Cho cháu phỏng vấn là bác gái một tí. Chào bác. Bác cho cháu biết tên. Dạ, tôi tên Thị Hữu. Bác hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, tôi 85. Dạ, sao hôm nay là bác biết là có ngày giỗ cha và bác ghé thăm vậy? Dạ, tôi thấy có người bạn, con gái tôi và hôm nay giỗ cha. Dạ. Chứ còn tôi không có đến đây mà. Dạ, bác có được ơn gì của cha về cầu hầu chưa ạ? Tôi xin cho gia đình được bằng an thôi, con gái. À,
con xin cảm ơn hai cô. Kính thưa quý vị, trong ngày giỗ cha hôm nay có những khách ở từ xa đến. Trước hết cô cho biết tên ạ. Cô ở đâu? San Jose. Anh cho biết tên ạ. Trung Quốc ạ. Dạ. Anh ở đâu? Dạ, Việt Nam mới qua. Cô Việt Nam mới qua. Có lẽ xa nhất chính là anh Quốc. Ở Việt Nam mới qua, anh qua bao lâu rồi? Qua được 5 ngày. Mới có 5 ngày. Sao hôm nay lại có dịp mà anh với cô lại ghé ở văn phòng cha đúng ngày giỗ vậy? Quốc xuống thăm bà con ở đây. Dạ. Xong rồi nghe có bà con nói là đi có cái lễ giỗ cha. À. Là hôm qua kiểm cha. Rồi hôm nay sao có dịp nào cô lại ghé thăm văn phòng cha đúng vào ngày giỗ vậy? Và cảm ơn cô và anh đã ghé thăm cha đúng vào cái ngày giỗ hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay văn phòng cha Trương Phụng Diệp vào ngày giỗ của cha Trương Phụng Diệp chính giỗ 12 tháng 3 và hân hạnh có cụ Ngô Xuân 95 tuổi mà cụ vẫn đi được bình thường mà hôm nay cụ đến cái ngày giỗ. Con xin chào cụ. Cụ cho biết bí quyết nào mà cụ 95 tuổi mà vẫn đi lại bình thường, vẫn chạy xe đạp được? 95 má giỏi không má? Bí quyết này là có thứ nhất là phải có lòng đạo. Có lòng đạo. Có nói có không nói không? Có nói có, không nói không, thành thật. Không có, không có nói dối mà. Không nói dối, không được dối dàng. Không có dối. Tuổi cụ đã ở thành phố nào? Santa Ana. Cảm ơn cụ. Tôi cũng đang cần có mấy thằng con vừa phỏng vấn đó, bảo nó đi phỏng vấn qua rồi cũng có được chưa mấy đồng hồ. Thôi nó sẽ nói cả mà đến thì kiểm tra thì giúp nó thôi. Dạ vâng. Xin cha Trương Bộ Diệp chúc lành cho những lời ước nguyện của cô. Cháu xin cảm ơn cô nhiều. Anh chị cho biết tên ạ. Dạ, tôi là Hòa Lê. Dạ, và chị? Bà xã là Hoàng Quang Nguyễn. Và anh chị ở thành phố nào ạ? Dạ, thưa Santa Ana. Dạ, cho biết cảm tưởng ngày hôm nay khi đến cái đúng ngày giỗ cha. Cũng đến đây mấy lần rồi, cũng xin cha ban phép lành á. Thì được cha giúp đỡ á, thì cũng có cái niềm tin. Dạ. Hôm nay thì cũng tới xin cha ban phép lành. Dạ. Mà cũng trùng hợp với ngày giỗ của cha nên rất là vui. Dạ. Được dự cái ngày lễ của cha. Dạ. Giỗ của cha. Dạ. Nhưng mà có một điều mà tôi thì theo khoa học từ xưa đến giờ. Dạ. Mà giờ tôi là người Phật giáo nữa. Nhưng mà không biết cha Linh đứng như thế nào mà giúp đỡ tôi trong vấn đề mà tôi hoàn thành cái coi như cái bài thi trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay luôn. Dạ, 12:40 giờ rồi. Hồi sáng tôi có tới, tôi nắm tay cha. Và kết quả như thế nào anh? Không tự đến sân. Dạ. Người ta chúc mừng tôi luôn. Hay quá. Và tôi cũng xin chúc mừng anh đã thành công trong đúng ngày hôm nay. Và sáng nay trước khi đi làm bài thi, anh đã ghé thăm cha. Dạ thưa, không phải là thăm mà đã là kính dạ, thăm cha. Kính thăm cha. Dạ. Cảm ơn. Với ngày giỗ của cha là nhớ ngày giỗ của cha suốt đời luôn. Hay quá. Dạ vâng. Cái bất ngờ chị hai bà này cũng vậy anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Chúc mừng mình ra, tôi sẽ ghi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trong cái ngày giỗ cha hôm nay, 12 tháng 3, chúng tôi gặp rất nhiều những khách thăm viếng, trong đó có anh Thanh Long. Anh Thanh Long là một trong những người ca sĩ rất được ái mộ, và anh đã từng động tác trong những buổi mừng giỗ cha. Và hôm nay có anh đến thăm, tôi xin được hỏi vài câu. Xin chào anh. Dạ, chào. Dạ, anh vui lòng cho biết hôm nay anh có dịp đến đây trong cái dịp nào? Bạn em đến đây cũng nhiều dịp lắm rồi. Cũng nhờ Lý Hương giới thiệu ở đây thằng Biết Anh, chương trình của nhà thờ thì nó có hát để mà giúp cho nhà thờ biết ở cha Trương Phụng Diệp đây. Thì cũng thường xuyên tới đây để mà viếng thăm cha. Hôm nay là rất là vui là có người báo là bữa nay là ngày giỗ của cha, thành ra phải ghé đi thăm. Anh vui lòng cho biết là anh biết cha Diệp lâu chưa? Dạ, thằng Long nghe nói về cha Diệp lâu lắm. Khi ở Việt Nam thì cũng có đi thăm cha Diệp cũng nhiều lần. Những cái dịp một năm đi bao nhiêu lần đó, thì cũng bốn xe đi chung gia đình để lên thăm cha Diệp. Và khi anh biết như vậy thì có bao giờ mà anh được ơn qua cái lời cầu bầu của cha chứ? Thanh Long rất là lạ là Thanh Long là người của đạo Phật gia đình của mình.
Nhưng mà đi cho dịp thì khi mà ông cầu xin thì cũng là đây là cái dịp cũng không có ngờ là bao nhiêu lần ở đây ở trên đất Mỹ mà cầu xin cha đều được. Thì những cái chuyện đó thì theo ông. Cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 44 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp, đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành, vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và lạc quan vào cuộc sống. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị Hồ Thị Ngọc Dung hiện ở thành phố Garden Grove, California. Cách nay hơn một năm, chị đã đến cầu xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con gái duy nhất của chị được thi đậu vào trường UC Irvine. Và đó cũng là điều mong muốn của chị đặt hết vào con gái cho tương lai sau này. Và lời cầu xin của chị đã được cha nhận lời. Một ơn lành khác mà chị đã nhận được, cách này 2 tháng, chị bị đau một bên chân trái, đi lại rất đau, vì công việc chị vẫn phải đi đến sở để làm việc. Trên đường đi, chị đã cầu xin với cha cho chị vô được tới sở làm. Và khi tới nơi, thì chuyện xảy ra như thế nào? Xin mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại ơn lành ngay sau đây. Dạ, em tên là Hồ Thị Ngọc Dung, em ở thành phố Garden Grove. Cách đây 1.5 năm, em biết văn phòng cũ đó anh. Lúc văn phòng còn nhỏ lắm, em có qua đây là nhờ cậu bạn giới thiệu. Lúc đó thì con gái của em là mới đăng ký vô học trường UCI, là cháu học về ngành nurse. Thì lúc đó em rất là lo sợ tại vì không biết cháu có được nhận hay không. Tại vì trong khi đó, cái người ta để lên cái... anh biết cái dạo này cái budget nó khách của chính phủ, thành thử ra những cái ngành mà về nurse rất là khó vô. Thì lúc đó em có nghe người bạn giới thiệu nói, nếu mà con của em bị như vậy, em chạy thử tới cha, cầu bầu với cha coi được không. Con gái của em sợ quá, không có biết được nhận được trường UCI không. Cái này là tương lai của cháu. Nhất là em là một người mẹ đã nuôi cháu được 23 năm nay. Em là single mom. Tiền lương của em thì không được bao nhiêu. Nhưng mà em cũng nuôi nấng con em ngày hôm nay, em rất là vui là khi cháu được nhận vô trường USA, nhưng mà không biết cháu có được nhận hay không. Tại vì lúc đó nó rất là nhiều người apply, cũng khoảng là 300 student nó apply mà chỉ có nhận được 10% của 300 student. Anh biết cũng như chỉ có 30 student thôi. Thì em qua cầu bầu với cha, em nói là cha ơi, con chỉ có đứa con này thôi. Mà nhất là con là single mom, mà dạy một đứa con đó, anh biết single mom dạy một người con rất là khó. Nhưng mà con gái em nó rất là bướng bỉnh và nhiều khi nó cũng nó smart thiệt, nhưng mà nhiều lúc anh biết nít ở đây á, nó sung sướng quá thì có lúc nó sợ nó vô những cái đi con đường không đúng để mình
thích để mình tự chọn cho cháu. Thì em có cầu bầu với cha, em nói cha ơi, đây là khẩn lời của con duy nhất một đứa con này trong đời con thôi. Cha giúp cho con, cho con gái của con được nhận vào trường UCI. Đó là niềm con vui nhất cả cuộc đời, tại vì con chỉ có một đứa này, con nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó không cha. Thì cái lạ cái là chừng khoảng 3 tuần sau khi em đi gặp cha, thì là bé được kêu nhận vô trường UCI. Thì em rất là mừng, mừng đến nỗi mà em phải chạy tới đây một lần nữa. Lời cầu của em được một phần, chị thấy chị nổi da gà luôn á em. Kelly mới hỏi, làm sao mà hỏi da gà chị? Hồi sáng chị đau cẳng quá, chị tính gọi vô chị không đi làm nổi. Nhưng mà trên đường đi chị cầu nguyện cha, thì là tự nhiên cái xuống cái xe chị làm cái rụp, cái giống như ai bẻ cẳng chị á. Nó nói, trời ơi, chị làm em sợ quá, giống như cái chuyện mình đâu có thể nào tưởng tượng được. Mà Kelly biết em á, là đã mấy ngày nay em đi cà nhắc trong hãng rồi. Thì em mới đứng dậy em đi, nói nè, thấy chị đi chưa? Mạnh rồi đó. Cái em mới đem, đồng thời mới đem ra ba cái hình này. Cái cô ta nói sao không? Chị tặng cho em đi chị. Em nói vậy em có lòng tin không? Cái cô ta mới nói, em có lòng tin chị tặng cho em đi, em đem tới em thờ, em tại vì nhà em cũng đạo Chúa. Em là người ngoại đạo nhưng mà lấy chồng đạo Chúa. Em mới bảo với cô ta nè, chị tặng cho em nè. Chị tặng cho em xong chị phải tới cảm ơn cha. Thì qua ngày sau em đi mua bông, lúc đó em tới chứ chị Hương em nói nữa là em được một cái ơn nữa. Đó là cái ơn chân em nó mạnh lại. Bây giờ vẫn còn đau nhưng mà cái đau của em nó không có thốn như hồi xưa nữa, anh hiểu không? Thì đó là những hai lần đã chuyện, những cầu gì em đã thấy là đã được đối với em. Thì em cảm thấy những gì lúc mà em vô đây, em đi cầu nguyện xong em về, cái lòng em rất là thoải mái và nhẹ nhõm. Em đêm đó ngủ rất là ngon nữa. Thành thử rồi em nói đây cho tất cả quý vị nào có tin cha thì cũng nên đi cầu nguyện với cha, một tháng chỉ có một lần mà thôi. Tuy là có một tiếng đồng hồ mình biết công việc ở đây thì ai cũng bận rộn với đời sống. Nhưng mà đối với em sẽ dành một tiếng đồng hồ đó để em đi cầu nguyện và nghe lời những người khác đã khấn xin cha và những tạ ơn của cha đã được. Thành thử ra em nói đây cho mọi người biết. Nhiều khi mình cầu nguyện không phải là mình nghĩ là như vậy là thôi đâu, mình phải đi những cái gì mà mình đặt niềm tin ở nơi cha. Chẳng hạn như cầu nguyện mỗi sáng tối đầu tháng thứ năm của mỗi tháng, chỉ có một tiếng thôi, nên dành thời gian và cha sẽ cầu bầu cho mình. Ngày 12 tháng 3 con về dỗ cha trương bưu diệm. Đời trời xuân mới. Ngày thứ tư 12 tháng 3 vừa qua là tròn 68 năm ngày mất cha Trương Bửu Diệp. Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation đã mở cửa sớm hơn thường lệ, chào đón hơn 300 người đến thăm cha trong ngày chín dỗ. Sau đây là trích đoạn tường thuật buổi chín dỗ cha Diệp tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chín dỗ của cha Trương Bửu Diệp, 12 tháng 3 năm 2014. Tại văn phòng của cha Trương Bửu Diệp Foundation có sự hiện diện của cha Linh Hướng, Đinh Ngọc Quế, dòng chữ Cứu Thế. Con xin chào cha. Xin chào anh. Dạ, xin cha cho chúng con, những người đến thăm cha vì lòng yêu mến cha, có một lời khuyên để chúng con có một cuộc sống, có một niềm tin và có một sự bình an trong tâm hồn. Cái những vấn đề mà biết bất tu có phải nói với những người đến đây thăm viếng đó, tất cả những người tới đây á thì phải là trước cái thì chúng ta thấy là cái tục tùng dễ sợ, về mặt đời cũng như mặt đạo, về mặt phật hồn cũng như phần xác, kẻ già hay kẻ yếu, nếu mà họ có cái đức tin thật sự đó, họ tới cũng chắc chịu hội diệp ngồi giữa tất cả những người đó, thì không thể không văn phòng. Tại sao phải không thể là không văn phòng? Bởi vì thế này, Chúa tình thương là Chúa là cả tình thương. Có nhiều khi tôi cũng cảm thấy bố mẹ có nhiều khi họ ăn, họ đâu có ăn để dành cho con. Dạ. Đã thấy không? Dạ. Không có cái gì với con cho con. Dạ. Cứ xin là bố mẹ sẽ cho. Bắt buộc. Mà Chúa cũng như qua cha Diệp, còn hơn cả bố mẹ nữa. Chắc chắn đó. Con nó chạy đến mà không cho nó thì nó cứ réo hoài. Thưa quý vị, giống như cha Linh Hướng đã nói, bố mẹ mình ai cũng thương con, và Chúa trên trời cũng như qua cha Trương Bửu Diệp thương chúng ta, và khi chúng ta có cần gì mà chạy đến với Ngài chắc chắn rồi sẽ được.
Nhiều khi mình xin một lần không được thì bố mẹ mình cho xin lần hai, lần ba rồi cũng cho. Huống chi là Chúa trên trời và là Cha Thương của Diệp. Một lần nữa, con cảm ơn Cha đã đến thăm chúng con trong cái ngày chính đỗ hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình tường thuật ngắn cho cái ngày chính đỗ hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Nhạc thánh vang lên, con mong Cha được phong thánh. Nhạc thánh ngân cao, con mong rằng có tên Cha. Người đã hy sinh, quên thân mình vì dân Chúa. Ngài đã ra đi, theo tiếng Chúa nhân từ. Từ đó quê Cha bao nhiêu người biết nào đó rồi. Nhưng mà bây giờ còn một nửa đường nữa Cha phải đi, đó là đi vô thi. Thì lúc đó con bé nói: mẹ, mẹ ơi, con rất là lo, tại vì con không biết con có được hay không. Tại vì 300 student mà mẹ nghĩ đi, nó nhận chỉ có 30, mà con là có thể là người cuối cùng để nó nhận. Tại một cái phone call của counselor nói là: we don't know if you get accepted or not unless you do a test. Thì lúc đó em cũng nói với con gái em là: con cố gắng đi, Cha sẽ phù hộ cho con. Thì con bé nó không có tin. Nó bảo là: trời ơi, cái đó mẹ tin cái gì, mấy chuyện đó. Con nói: con không tin, nhưng mà mẹ tin, mà mẹ là niềm tin của con, mẹ là niềm tin của Cha. Những gì mẹ cầu nguyện là chỉ cho con thôi, chứ không phải là phần cho phần mẹ. Thì bé nó mới vô thi. Anh có biết á, nó có nói nó không ngờ nó được 95% out the test. Mà 95 anh biết USA là rất là khó, cái đề nó rất là khó. Nó bảo: mẹ ơi, con được 95 rồi, bây giờ chính phủ cho con tiền Cal Grant luôn. Tại vì con được cái tiền scholarship, bắt đầu là tụi trường nó gửi về là cho cháu được scholarship. Thì em mới bảo em chạy lên 100 lần nữa. Thì lúc đó văn phòng chọn ra cái location mới ở đây. Em cầu bầu với Cha thì em sẽ được một phần nào đó, em cũng mừng lắm. Bây giờ em tới em dâng bông cho Cha. Thì những gì em muốn ở nơi Cha và Cha đã cho em, đó là tương lai của con gái em. Em tới đây hình như là mỗi tuần. Hồi xưa em không có tin, em chỉ nghĩ là cái đó là chỉ coincident thôi, giống như là nó chỉ happen thì chỉ có tới đó là tới đó, thì dĩ nhiên là trường học giỏi thì nó nhận thôi. Nhưng mà càng ngày em càng đi, những gì em lời nguyện cầu của em đến với Cha, em rất là tin, niềm tin của em đặt cho Cha bây giờ, thật sự mà nói cả cuộc đời em, những đường đi tương lai của con gái em. Những gì em có ngày hôm nay cho con gái tương lai em là em sống chỉ vì cho cháu. Con rất cảm ơn Cha, và nhờ ơn Cha Trương Vũ Diệp nên con và con gái con đã có một tương lai tươi sáng. Bây giờ con xin Cha cầu bầu những gì với Chúa và Đức Mẹ giúp cho những tương lai cho con gái con được tươi sáng hơn nữa, thì cái đó là một vinh hạnh cả cuộc đời của con. Hôm nay em tới đây em muốn nói lên cho tất cả bà con biết, không phải là mình single mom là mình không thể nào làm được chuyện gì đâu. Nếu mình là single mom, mình có niềm tin, mình có cố gắng, mình có một cái nghị lực là chuyện gì mình cũng sẽ làm được. Đừng có nghĩ là mình single mom là mình không thể làm được chuyện gì. Nên hôm nay em tới đây em chỉ nói cho mọi người biết, single mom có một cái special của single mom là mình có thể dưỡng, lo cho con mình, lo cho tương lai của con mình. Đó là mình proud cho con mình lắm. Tại vì cái đó là, thử nghĩ đi, một người single mom mà nếu không có việc làm, ta buông xuôi tất cả. Nhưng mà em có nhờ Cha, nhờ Chúa, nhờ mẹ, nên em có một cái việc làm rất là tốt. Đến ngày hôm nay con em đã được năm thứ ba của nhà trường. Còn một năm nữa cháu sẽ ra trường làm PA. Sau khi đó thì cháu sẽ làm là PA là Positional Assistant, Sugar Assistant, cái doctor. Thì cái đó là em còn một năm nữa thôi. Nên thành thử ra em nói cho mọi người ở đây biết, Cha rất là linh thiêng và Cha đã giúp em những gì em đã cầu mong được. Đây là một cái chuyện thứ nhất của em đã xảy ra. Còn cái chuyện thứ nhì này là em sẽ nói cho anh biết, là cách đây 2 tháng em bị chân em đau. Em có đi mổ chân rồi, thì em đi mổ chân về em bị đi cà sụp. Thì một hôm tự nhiên cái 2 tháng nay em ok lắm, tự nhiên cách đây còn khoảng 1 tháng thôi, chân của em nó bị tái phát lại, nó nhức, cái chỗ mổ nó rất là nhức. Thì bữa đó trên đường đi làm, cái này là em nói ra mà em kể những người coworker của em là Việt Nam trong đó không ai tin. Thì em mới bực mình quá, em mới nói bây giờ ra thử cái xe tôi đi, tôi chỉ cho. Thì cái chuyện nó xảy ra như vậy nè anh. Chân em đau lắm, em mới đi lên trường, đến đường đi làm buổi sáng, em đi làm 3:30 khuya.
Thì em mới dậy, em mới trời chân con đau đi không ạ. Lúc em tính gọi vô xích không muốn đi làm nữa tại chân quá đau. Cái em mới cà lết, em lúc em trong cái phòng em có bằng hình của cha. Em nói cha ơi, cha cảm ơn giúp con cho con đi làm. Hôm nay con có nhiều cuộc hẹn ở trong hãng lắm. Con không thể nào con bỏ cuộc hẹn của cái khách. Tại em làm cái khách, em là về sale, em về deal với khách. Thành thử ra em có nói với cha ơi, bất cứ giá nào cha cũng làm ơn cho con phải đi được. Cho con đi vô trong hãng thôi, rồi sau đó con đau lại cũng không sao, nhưng con phải vô hãng con ngồi để con nói chuyện với khách. Con có hẹn với khách, có conference call với khách hôm nay. Con không thể nào con bỏ cái cuộc phone call này được. Thì em mới cầu bà lắm, em nhắm em sáng 4 giờ sáng em lên xe em đọc kinh. Thì là lúc mà em xuống xe, anh đậu bạc kinh trên hãng, em xuống xe. Thì em lúc em đi xuống em đi không nổi nữa, em đi ngang một chân này nè, em đi xuống. Cái em chân này em bị chân trái, em mới đưa một chân phải qua. Thì em đi xuống em nghe cái bụp. Giống như có ai là giật cái chân em vậy đó. Nó tự nhiên nói, cái em đi quay lại, ủa sao mình hết đau vậy ta, sao mình đi được vậy ta. Cái em mới chạy vô hãng. Thì cái chuyện này nó ngộ lắm, em kể anh nghe. Thì lúc đó em có lấy hình, ba cái hình của anh ở đó đó, thấy không? Em lấy ba tấm đó em bỏ trong cái bóp quen trong sau chân. Em mới cầm theo, em mới vô gặp người bạn. Em có thể đem cái người này tới cho anh làm chứng luôn. Người cô ta tên là Kelly. Thì cô ta chạy tới em nói, Kelly ơi,